Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em có khách mang đến một cái quạt điều hòa Daikyo có mã là 4000A. Thì con này là dòng sản phẩm chính hãng của Daikyo, nhưng mà hiện tại thì nó đang hết bảo hành vì là sử dụng 3 năm rồi. Thế thì khách đến thì có nói là quạt chạy là nó ồn. Đấy, cộng thêm với cả là khi mà sử dụng ấy thì cái chức năng làm mát ấy là nó có vấn đề. Thế thì bây giờ em sẽ trực tiếp em sẽ tháo cái sản phẩm và tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà nó lại bị như thế nhá. Thế thì các bác cùng em tháo cái sản phẩm này nhá. Thế thì trước tiên em sẽ cắm điện và em test thử xem như thế nào. Cắm điện rồi nhá. Quạt rất kêu các bác nhá. Đấy, quạt có tiếng kêu lẹt xẹt, đấy là không biết là nguyên nhân từ đâu. Đấy, có tiếng kêu lẹt xẹt nhé. Đấy, thì trước tiên là mình phải rút điện ra trước. Rồi, giờ em sẽ tháo cái phần lắp của cái sản phẩm ra. Đấy, thì ở đây nó có hai con ốc này, hai con ốc vít ở đây thì em đã tháo sẵn rồi nhé. Đấy thì trước tiên ấy, là để tháo được kiểm tra được bên trong như nào thì mình tháo cái lắp này ra trước này. Ở đây có hai con ốc em tháo sẵn rồi nhé, các bác đẩy về phía sau này. Đẩy cái này về phía sau nhé. Đấy, là nó sẽ ra. Là mình có thể tháo được cái phần lắp của nó ra rồi nhé. Đấy, cái phần lắp của sản phẩm là có thể tháo ra được rồi. Này, tiếp theo đến là các bác tháo cái phần đây là cái phần đằng sau này. Giờ cái này thì nó có ngàm nó mình rút lên là nó lên sẽ lên này. Đấy, rất dễ. Tháo cái tấm nhựa bảo vệ ra trước nhé. Tiếp theo đó là mình sẽ tháo cái tấm làm mát cooling pad ra. Đấy, đây là tấm làm mát của nó này. Cái này thì mọi người có thể vệ sinh nhé, lấy nước vệ sinh, lấy vòi nước vệ sinh xịt vào các cái rãnh nữa để có thể là vệ sinh sạch sẽ đi, thì trong quá trình sử dụng ấy thì nó cũng không tránh được các cái bụi bẩn. Đấy, mình vệ sinh cái này rất đơn giản. Đã xong. Đây thì để chi tiết để tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà khi mà quay ấy, thì nó có cái tiếng kêu lẹt xẹt ở trong cái quạt này. Đấy thì các bác có thể nhìn thấy sơ qua này. Đấy, em đã phát hiện ra một điều, có một cái dây bị đứt các bác nhỉ. Có một cây dây bị đứt, rất nguy hiểm luôn. Đây là không biết vì nguyên nhân gì mà sao nó lại có thể là do chuột vào cắn này, chuột vào cắn dây các bác nhé. Bởi vì trong quá trình sử dụng là các bác không để ý đấy. Đây này, cái chỗ này nó có một cái để mình đổ nước vào ấy. Đấy, nhiều nhà các bác không đóng lại thì chuột nó có thể chui vào theo lối này và nó vào trong cái máy làm mát này được. Đấy, nó cắn đứt rời cái này ra. Đây các bác này, đây các bác thấy nhá, là cắn đứt rời ra này. Đấy, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái quạt nó có tiếng kêu. Đấy, càng mở số to thì nó sẽ kêu càng mạnh. Đây là nguyên nhân chính là do này. Đấy thì cái này là cái gì? Đấy thì em cũng nói luôn cho các bác, cái này là cái cảm biến mực nước các bác nhá. Cảm biến mực nước nó nằm ngay cạnh cái máy bơm này. Đây, đây là cái máy bơm này. Đấy, cái con cảm biến mực nước này nó sẽ nằm ngay cạnh cái máy bơm này nhé. Đấy, đấy, con cảm biến mực nước nó sẽ nằm ngay cạnh con máy bơm. Để khi nó có tác dụng gì thì cái con cảm biến mực nước này nó có tác dụng là trong quá trình mà sử dụng máy làm mát
khi mà máy làm mát hết nước thì nó sẽ tự động mạch, nó sẽ tự động ngắt máy bơm. Đấy, có nghĩa nó sẽ tự động ngắt cái máy bơm này, không cho máy bơm hoạt động nữa, để đảm bảo an toàn cho cái máy bơm này hoạt động được bền bỉ. Thì nó sẽ ngắt cái mạch này, khi nào mà mình có nước vào, mình đổ nước vào thì cái con dơ le này nó mới lại đóng để cho máy bơm hoạt động. Đấy các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý một điều như thế. Cách khắc phục thì rất đơn giản thôi. Thì chúng ta thay cái con cảm biến mực nước này là quạt sẽ chạy bình thường. Đấy, có nghĩa là như bây giờ quạt vẫn đang chạy được. Đấy, nhưng mà nếu mà các bác sử dụng cái tính năng gọi là tính năng làm mát ấy thì máy bơm sẽ bơm và không có nước làm mát thì dẫn đến hiện tượng là cháy máy bơm. Đấy, cách khắc phục là như thế. Đấy thì ngoài ra nếu mà các bác muốn vệ sinh chi tiết hơn về cái sản phẩm này, đấy thì các bác có thể làm theo cái hướng dẫn của em đây. Đấy, ví dụ như các bác muốn vệ sinh cái tấm làm mát bên hông này, các bác làm mát bên hông nhé. Đấy, đấy rất đơn giản thôi. Đây này, em quay chi tiết cho các bác này. Đây mình sẽ tháo mới một con ốc này, hai con ốc này ra, ba con ốc, bốn con ốc này, đấy, năm, sáu con. Mình nhấc cái máng hứng nước đây đi, máng hứng nước này ra, mà mình có thể rút trực tiếp cái tấm làm mát này lên được, không cần phải tháo ở dưới nhé các bác nhé. Đấy, rút trực tiếp lên là có thể vệ sinh được cái tấm làm mát. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà cái cánh này nó hỏng này, trong trường hợp cái cánh này nó hỏng, đúng không? Nếu mà trường hợp cái cánh này nó hỏng, đây các bác nhìn thấy đây, đấy, chỗ này nó ở trên mỗi cái đai này, đai cái gọi là cái xương giữ cái motor này, đấy nó có bốn con ốc này bắt vào cái thân của cái vỏ máy, đấy là mình tháo bốn con ốc này ra, là mình có thể rút được cả cái cụm motor này ra. Đấy, trong trường hợp mà motor gặp trục trặc bị cháy hoặc cánh có vấn đề là mình tháo cái này ra, mình có thể rút được hết tất cả ra, hoặc các bác có thể tháo ốc ở đây nhé, tháo độc muốn củ motor thôi. Đấy, tháo ốc bốn cái tai này ở củ motor là các bác cũng có thể tháo được cánh ra. Đấy thì cái cách này là cái cách tháo nhanh nhất. Đấy, còn nếu mà không các bác tháo hết từ mặt trước ra thì nó sẽ rất mất thời gian nhé, trong cái quá trình sửa chữa thì nó mất rất nhiều thời gian. Đấy thì hiện tại giờ cái con này thì nó đang có một cái bệnh này thôi, là mất mất cái đầu cảm biến mực nước. Đấy thì con này hiện tại bây giờ là vẫn đang sử dụng được bằng cách đấu tắt, thì nhưng đảm bảo một điều kiện là trong bình luôn luôn có nước nhá. Đấy, nước nó vừa có cái tác dụng là làm mát máy bơm. Đấy, cho nên là nếu mà không có nước, máy bơm chạy 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 không có nước, nó sẽ không được làm mát và nó sẽ rất nhanh cháy. Đấy, đấy thì là cái video em hướng dẫn các bác tháo, vệ sinh cũng như là sửa chữa các cái bệnh thường gặp ở quạt làm mát, quạt điều hòa. Đây là nhà em thì chuyên cung cấp cái dòng sản phẩm cao cấp của Daikyo nhé. Đây thì bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 hoặc 0929 826 628. Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhé.